Ok chết rồi, đây đây. Beautiful. Hello tất cả các bạn, mình là Gamer Gaming. Thì hôm nay mình sẽ chơi Crazy Craft. Bây giờ phải làm cái gì nha? Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi bắt vài con về. Ok Ryan egg sao ok không phải được đấy đâu quá, mình phải chỉnh lại nó một ok hình như mình nhớ là chúng nó biết bay đi lộn rồi da chết. Ok à, mình có khá là nhiều con gì spam, what the fuck spam, what the fuck là cái con cái con này là cái con what the fuck á what the fuck à sao cho ra toàn mấy cái thứ quá dởm. Ok chạy fucking giật giật đặc thù cháo fuck you bitch. Iron Golem Matit Water Dragon the print. Ok mình sẽ cấp số nhân cái con này ra tí xíu để làm gì thì lát nữa mình sẽ có thú nuôi hé. Lát nữa mình sẽ có thú nuôi đấy. Mà trước khi có thú nuôi thì mình cần lock iron. Vì thú nuôi này khá là dữ nên mình rất là cần cái này. Ok, đây là thú nuôi của mình. Đây chính là thú nuôi của mình. Ok, còn địt con mà. Địt con mà. Lại. Ủa nhưng mình đi đâu nó đi cái đó mà. Ok sẽ giữ mày lại con à. Ok đây đây là hình dạng thật của thú nuôi của mình. Đây chính là hình dạng thật. Ghê chưa? Thấy hình dạng thật của thú nuôi mình chưa? Xuống, nhỏ lại con này. Rồi, ok. Ngon. The fuck? Mày đừng có đụng quá thú nuôi tao! Đẹp con mà! Đẹp con. Con thú nuôi này khá là dữ. Giữ vãi cái đái ra. Thề. Thôi mình núp vào đây đi. Thôi thế này mình phá nát nhà tao chết. Đây. Đây. Để tao béo. Mày hả con. Mày nữa. Mày cứ phá thú nuôi. Và tất nhiên mình sẽ đổi tên The Baby Dragon. Thôi, để tên The Baby Dragon. Ok. Cool. The Baby Dragon, ok. Tốt. Thì yeah. Thú nuôi này không phải là thú dễ chịu. Ok. Khá là khó chịu ấy. À đúng rồi, mình trong đây có biết được vài thứ như là computer. Mình sẽ làm một cái computer để mà gì nhỉ. Ok, còn cái chỗ này là chắc sẽ đựng con gì thôi, computer là chúng ta cần block iron.
Một redstone, một glass, 6 cái này, một block redstone. Ok, đầu tiên chúng ta craft thành cái này. Đây, một miếng redstone nè. Đây, 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 chúng ta ra được một cái computer. Và cái computer này mình sẽ đặt trên cái quả này. Cái nhà sẽ đặt thế này my pay, hình như cái này là theo kiểu của epay ấy. Khá là tốt. Nó mua bằng emerald, mình sẽ lấy một ít emerald. Ok, 27 này ta sẽ build cái gì đấy. Build. Ok, ngon. Hàng rào. Build. Ok, ngon. Đây, ui, cái này nhìn đẹp vãi. Để hàng rào này. Wow. Đây. Đây. Ê. À ha. Ok. Shit. Ow. Cái này không có để lên được. Ok. Hiểu. Thế này thì thế này. Đây. Hay là bắn hết, chém chết bây giờ ấy. Gà mà cứ sủa. Ok. Đây. Đây. Wow. Thế cũng được nha. Đây. 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 Thế này đi. Ôi, the fuck. Ok. Hay. Thế này thì đây. Cũng tạm được đi. Ok. Oh shit. Xuống lẹ nào. Lên. Thôi mà đã vậy thì hơi xấu. Mình sẽ đập bớt cái thằng này đi. Ok. Ok. Đây. Cũng được phết đấy, không đùa đâu. Thế này thì quá ngon. Đây, cái con này đi khá là nhanh ở dưới nước rồi. Đây. Ok. nửa phần cũng tạm. Không biết có nên cái này cho nó sang sang xíu. Lên lại nè, mình sẽ đặt cho nó hết cái này luôn. Ok. Đây. Ok. Hay cũng được đấy. Thế này chúng ta có thể đi ra được cái cây lớn. Ok.
Big G. Ăn vào ha. Ok. Cặp này đi, xấu quá. Thì yeah. Ok. Mình cần vài thứ nơi nghĩ mình cần, mình vẫn còn cần vài thứ. Từ sắp xếp lại đồ phát. Ok. Iron backpack để ở đây. Iron các thứ để ở đây. Baby dragon. The fuck. Nghe tên là thấy gay rồi. Thôi. Kệ. Kệ đi. Aha. Còn rất là nhiều thứ, hình như mình còn chỉ còn nhớ có cái tivi. Ok, gỗ, grass và một redstone. Thế giới. Gỗ, chân gỗ tốt. Một grass tốt, một redstone. Ngon. Crafting. Đây. Đây, chúng ta được cái tivi. Hơ. Ê. Ô quả ông này giờ trong mắt ra hửi à. Tụi nhau. Ok. Và một cái mình nhớ có rất là nhiều thứ. Ok, mình sẽ làm thêm một cái gì ta? Cái chỗ để đựng. Ấy là gọi là cái chỗ gì nhỉ? Không nhớ cho mấy. Mình không nhớ nằm ở đâu luôn. Oh man. Oh fucking lag. Lag thế. Ở đâu nhỉ? Oh man. Đây. Chăm cái này biết tìm thế đéo nào được. What the fuck. Aha. Đâu rồi nhờ. Tim. Gót gì đây. Tờ lơ đây. Tờ lơ hộp dừa đây. Cái giường này. Nhìn cũng gì vậy. Đâu rồi. Đâu rồi. Không thấy. TV. Printer. Fry. Ok. Net. Đâu nhỉ? Chắc qua rồi mình không nhớ cái. Để cái này. Oh man, nhiều thế. Để xem. Nhớ nó đâu đây thôi mà. Cái này là dùng để đựng đồ lên đi tới đàn. À ha. Đây. Đâu. Oh. Randy Tingen. Ok, làm thử cái này trước khoan. Enter. Ai tập enter. Gun. Đây, một redstone. Redstone. Gold redstone. Đây. Thằng nào bắn hết lan tôi gạch bắn nát họ luôn. Chết. Yes. Này thì đánh. Này thì đánh. Lock thì đằng kia có hai cục sắt. Ok. Đâu rồi nhờ. Ok. Đây. Một. Một, hai, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Gì?
Glowstone không có đây à? Obsidian này. Chúng ta sẽ xuống này thờ. Xuống này thờ đặt cái này ở đâu đây? Đây. Đây. 1, 2, 3. Vô. Chúng ta còn xuống này thờ. Còn lá tim tề lai. Ok. Ồ, nè thờ vẫn thế à? Chúng ta cần tìm này. Ồ, lắc. Đèn chắc do mình đang đau. Ok. Ủa, chúng ta vẫn được mà nãy mình đặt lộn. Oh man. Chúng ta cần về nhanh. Nhanh gọn và lẹ, nhanh lên. Về. Về. Hồi nãy thay vì mình đặt 4 thì mình đặt 9. Men. À ha. Đây. 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 Ta cần một iron. Đây. Khoan. Đây. Ủa. Cái này có tác dụng gì? Chúng ta sẽ test thử ngay thôi. Nhìn này. À da da. Điên. Mình nhớ nó ở đâu đây? Mình cần một cái gì đó thí nghiệm. À cái gì đây? Boom. Ghê chưa? Boom. Thấy ấy. Ghê chưa? Nhìn con heo này. Boom. Boom. Mày nè. Ở chết rồi. À ha. Anh cần chú mày. Boom. What the fuck? Mày. Mày. Lên luôn. Bye bye. Ok, thì ra tác dụng của cây Gatingen Ravitingen. Ok, và chúng ta cùng xuống nhìn xem. Ok, cất vài thứ đi. Đây, đây. Baby Dragon chuẩn bị nhá. Block. Hút. Ok. Và yeah. Ok, mình sẽ kết thúc ngày tới đây. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn vào tập sau. Thì thích video thì like, subscribe, comment và share. Để có động lực làm video. Ok.